hay như thế nào? Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Trai Thời Nay qua hai tiếng hát thật trẻ, thật sống động, thật dễ thương của câu lạc bộ Việt Fan. Mời quý vị cho một tràng pháo tay chào đón Cẩm Thu và Hồng Loan. Just how much I care.